Cơ duyên thì Cindy nghĩ là cái chuyện rất là đơn giản, tại vì Cindy và công chúa Lâm Khánh Chi là chị em cũng lâu rồi, khá lâu. Và Cindy và Khánh Chi biết nói như thế nào nhỉ? Rất hợp, và cũng có lúc thì cũng bất đồng ý kiến, nhưng Cindy nghĩ là đã gọi là chị em thì mình phải nhường nhịn nhau và tương trợ lẫn nhau thì sẽ bền hơn trong tình bạn cũng như là tình chị em. Và khi Khánh Chi ấp ủ một cái bộ phim ngắn về những người chuyển giới, và đặc biệt là ở cái hoàn cảnh ở trong một cái đoàn lô tô, thì Cindy có đọc qua cái kịch bản thì Cindy cảm thấy rất là thú vị, và Cindy đã rơi nước mắt. Và thật sự Cindy cũng rất là ngại khi mà mình xin vai, nhưng mấy hôm sau cái khi mà bắt đầu thực hiện thì công chúa có nói, gọi cho Cindy nói là Cindy sẽ vào một vai rất là thú vị. Tưởng là mình sẽ được vào một cô ca sĩ đoàn hô tô, hóa ra lại vào một vai bà chủ đoàn lô tô. Trời ơi, nghe xong muốn ngất luôn đó. Không lẽ mình từ chối, nhưng mà thôi kệ, góp mặt cho vui. Nhưng mà khi mà đọc cái kịch bản thì Cindy cảm thấy rất là thú vị. Từ vì bề ngoài của người phụ nữ này á, khi mọi người xem thì sẽ nghĩ chị ta rất là hung dữ, rất là độc ác. Chỉ vì tính của chị rất là trực tính, và cái miệng thì luôn mồm chửi thề. Nhưng mà khi mà càng coi thì mọi người sẽ cảm nhận được là chị rất là tình cảm, và chị rất thương những đàn em của mình. Trong lúc quay MV như vậy thì có cái kỷ niệm nào mà chị muốn chia sẻ không? Cũng như là gặp những cái khó khăn gì trong những cái cảnh quay của nhà? Khó khăn thì rất là khó khăn. Từ vì mình hợp tác cùng một cái đoàn lô tô, mà hôm đấy muốn có khách để mà khán giả để ngồi xem thì cả đoàn phải chờ họ hát, và xong hết một màn hát là kêu số xong thì bắt đầu là sẽ mọi người sẽ quay. Từ vì nó bị gián đoạn như vậy, mỗi lần mà trong cái lúc mà quay á, không cho phép mình sai sót một cái gì, mà phải thật là nhanh đó, nhanh. Và nhưng không có nghĩa là mình sẽ làm gấp gáp mà nó không có tình cảm trong đó, phải thật là chính xác. Rồi thêm một cái nữa là cắt này. Và thêm một cái nữa là cái khi mà đoàn quay á, cứ nghĩ rằng là cái tốc độ nó sẽ rất là theo như là cái dự định, nhưng mà đến khi mà cái lúc quay á thì có nhiều cái chi tiết, và cũng như gặp nhiều trục trặc là phải kéo dài ra, cho nên là cả đoàn phải quay suốt mấy đêm. Dạ, có một cái kỷ niệm vui nào chị muốn chia sẻ không ạ? Kỷ niệm vui thì rất là nhiều, nhưng mà cái vui nhất của Cindy là qua cái lần quay phim này, Cindy thấy là cái tình chị em chuyển giới với nhau, và cũng như những cái người trong cộng đồng LGBT rất là đoàn kết, rất là thân thiện, và họ yêu thương Cindy cũng như là mọi người, cái tình cảm rất là nồng nàn. Không giống như những cái người ngoài giới, họ nhìn vào họ bảo là những người trong cộng đồng LGBT luôn là chảnh chọe với nhau hoặc là đố kỵ với nhau, không hề. Và còn một cái kỷ niệm sâu sắc nữa là các anh ở những người đàn ông dị tính ở trong đoàn á, ví dụ như ánh sáng và âm thanh cũng như là quay phim cảnh trí, các anh rất là dễ thương với bọn Cindy, và không bao giờ có một cái ý gì mà thô lỗ hoặc là trêu chọc. Và cái kỷ niệm Cindy thích nhất đó là khi mà Cindy trong cái quá trình quay có bị ngã xuống, thì một anh trong đoàn đã đến rất là nhiệt tình, các anh la lên và một vài anh chạy đến đỡ Cindy và xem cái chân Cindy có bị gì. Cái MV này mẹ tôi làm với lại cái cuộc sống bên ngoài của chị Lâm Khánh Chi với lại trong MV chị không có khác hơn không? Khác hẳn chứ, từ vì Cindy chưa bao giờ đi hát ở đoàn lô tô. Có mà một lần hồi đó cho Cát Tuyền, nhưng mà Cindy chỉ là hát thôi, chỉ là hát như một ca sĩ, từ vì cái dòng nhạc của Cindy không phù hợp với lại lô tô. Và Cindy chưa bao giờ nếm phải cái hoàn cảnh trong cái đoàn lô tô nó cơ cực như vậy.
cho nên là khi Cindy quay thì Cindy cảm thấy là rất thương những chị, những cô, những mẹ đã từng sống trong đoàn lô tô. Cuộc sống rất là cơ cực, nhưng họ vẫn đam mê, họ vẫn theo đuổi cái ngành nghề của mình để mà nuôi thân, đồng thời để họ được lên sân khấu, để họ được tỏa sáng, họ được là chính mình. Cái điều đó Cindy rất cảm thấy. Có nghĩa là MV này với lại cuộc sống ngoài của chị làm cái gì là một không? Cindy cũng nghĩ như vậy, khác hẳn chứ. Nhưng mà không hiểu sao Khánh Chi đóng như là cái mình ở trong cái hoàn cảnh đó, như là cuộc sống đời thường của mình là như vậy. Cindy rất là thích cái điều đó. Em xin một câu nữa thì trên thân chị Lâm Khánh Chi thì lỡ như hôm nay muốn nói xấu về chị Lâm Khánh Chi thì có một cái câu gì đó để nói xấu không? Nó quá lì. Trời ơi, quay 3 ngày 3 đêm mà 4 đêm 4 ngày luôn mà nó cứ dục mọi người, xong rồi cái kiểu nó hàng tiến luôn mà nó vẫn quay được như thường. Cái kiểu nó cố mà nó lì lắm. Phải nói rất quá lì. Còn chị thích ở điểm gì ở chị Lâm Khánh Chi? Nói cái gì là làm cái đó. Đã quyết định cái gì là phải làm cho mình được. Cái quyết chí này rất là hay.